Cửa hàng Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì các bác theo dõi kênh thì có biết thì mấy hôm nay em về được rất nhiều các dòng loa, như cái dòng loa như CF thì hôm trước em đã dọn xong rồi. Thực ra cũng không có thời gian để review bác. Thì hôm nay đang nhân tiện là bác chuẩn bị cất những cặp loa này vào kho. Thì bên nhà mình vừa dọn xong, còn chuẩn 2 3 cặp nữa, 2 3 cặp này thì do là bây giờ có một hai cái chở này vận chuyển về nó bị tuột mất chân nhấc ra. Thì nữa mình châm lại, mình bơm keo là ok bác ạ. Thì hôm nay lô này về rất là đẹp và ngon và vệ sinh gần xong các bạn. Thì nhân tiện đây thì em có vài test để các bác cùng lắng nghe. Thì báo cáo bác thì đợt này em về toàn là hàng chất thôi, phải nói toàn hàng loa chất. Chất đây là gì? Là những dòng loa nhập, và cái thứ hai nữa là cái chất nó ra nó hay. Đấy, chất nó ra hay và làm phân khúc và cao cấp. Thì nói đến dòng loa hôm nay em giới thiệu bác là dòng loa Chanrun. Chanrun này dòng loa có thể nói là em sắp nhập một cặp loa nữa với công suất cực khủng, mà đến từ ngày em làm kênh đến giờ thì nói thật sự các bác là em chưa bao giờ nhập con loa là full 30 làm công suất nó khủng như con này. Cực đại nó lên đến 1600W bác nhá. Công suất ở 8 ohm nó 500W rồi, nghĩa là hiện tại em đang đấu tranh một cục đẩy IMA XP7S 800W này, em phải đánh kịch công suất luôn. Kịch công suất để thoát hết được cái tiếng của loa. Nếu mà các bác chơi những con loa công suất lớn như vậy, chất nó rất là hay rồi, nhưng các bác phải chơi cái con đẩy làm sao xứng tầm thì để nó mới thoát được hết cái tiếng nó ra mới hay được. Và độ nhạy con này rất là cao, độ nhạy lên đến 120 và 126 dB. Độ nhạy này cao, độ nhạy cao để là gì? Độ nhạy cao ở đây là để các bác có thể khi các bác sử dụng mic nó dễ bắt mic, và cái thứ hai nó cái tiếng nó, cái chất âm nó bay đi được xa. Anh em nhớ lấy anh sang làm monitor hay bác chơi không gian đề đỉnh thì chỉ một cặp loa này đã tương ứng bác chơi được không gian khoảng 30-35 m² rồi, mà tiếng cực sâu. Nói chung là bình thường anh em hay bán nó bãi là rất ít khi test, nhưng em bán hàng bao giờ lúc nào dòng loa nào hay thì em nói là hay, còn nào là dòng nào tầm tiền. Vì có trên thị trường thì loa bãi thì có rất nhiều dòng loa, rất nhiều đời, thì tất nhiên những cái đời nó rẻ hơn thì nó hay trong tầm tiền thôi, chứ không thể là quá hay được. Còn những cái dòng loa nào hay thì mình phải nói có mắt xách có trứng, thì hôm nay em sẽ test chay một cục đẩy thôi nhá. Test mỗi đẩy không qua một thiết bị cốt số hay là để chỉnh âm thanh hay là cốt cơ hay là qua và lọc hay là qua vang hay qua lâng gì cả. Em test chay đúng đẩy thôi, ra một chất âm mộc, nhưng cái mộc của nó đã rất là quá là hay rồi. Thì bác cùng lắng nghe một đoạn ca khúc để chúng mình test một đoạn sàng, để bác nghe được cái chất trống nó ra lực thế nào, và tiếng lời nó vẫn rõ, trống ra trống, chép ra chép nó rõ lời. Em sẽ tiến hành test một chất âm, các bác cùng lắng nghe nhé. Cho đoạn này sàng đây thì test đôi loa này thì em phải kịch.
thì em quay đúng cái máy hotline của mình là mấy khách gọi liền thì như bác cùng nghe chất âm nó biết rồi, em đánh chay tiếng trống chắc lịch như bom vậy. Khẳng định ở đây là bác, ở đây này, bác nghe chay không? Cặp loa như này, thực chất gần như không cần phải súp các bác nhá. Tiếng trống rất là lực, tiếng rõ, lời sáng, sạch, nó không bị pha trộn giữa bát và chép. Đó là cái chất loa hay thì bác lưu ý khi mua loa. Thì đối với dòng loa này thì là cái củ từ là từ Italia bác nhá, từ Italia. Chép về chép họng kèn titan. Phễu là phễu gang bác nhá, phễu gang này. Phễu gang phễu nhựa đâu. Chép titan. Như rồi em đang review rất là sâu cái dòng loa này, thì bác có nhu cầu thì nhanh tay lên để trực tiếp. Cái mức giá thì mình nhanh nhất thì một kênh bán giá cả cực kỳ hợp lý, thì bác có nhu cầu thì liên hệ. Giá thì nó chỉ trên so với nhà em bán giá hàng bãi, nhưng cái giá thành cao hơn so với hàng gọi là các bác mua những hàng Trung Quốc loại 1 ý, thì nó sẽ chỉ cố lên đem tầm 1 triệu thôi. Giá bác sử dụng mình cặp loa cực chất cực ngầu, tiếng trống đánh như bom và tiếng chép cực sáng. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.